vòng cái quay thằng này. Đỡ bạn kia không hát được hả? Anh chị nói chuyện gì về xung quanh về anh Chúc Phong? Đấy, tôi tiến rồi. Tôi tiến trước mà nói. Này, chuẩn bị mặc quần áo sang chúc thọ ông bà nhá. Con sang chúc thọ ông bà nhá. Vâng, con đứng lên nào. Đứng lên để chuẩn bị đi chúc thọ ông bà nào. Nào, đi. Từ năm đầu ông bà